bạn nhé. Mình sẽ quay video đầu cầu Hà Nội. Đây là nhà hát lớn và đây là ngày 30 Tết. Đây là cái chỗ không gian trước đây hoặc là ngày trong những sự kiện cao đao ấy đi sẽ tổ chức tại đây. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa có tân sở giao dịch chứng khoán vừa có tân giám đốc là nữ đó. Năm nay thì thấy hình như là nữ đang quyền thứ nhất hiện nay chúng ta đang tết này. Thì đây cũng là một cái nơi địa danh một trái tim của đất nước đồ yêu dấu cái nét thanh lịch Tràng An. Cái trục đường này thì cũng rất nhiều các cái hãng thời trang danh tiếng như LV bên tay phải đấy. LV đúng không? Thế là một câu chuyện nữa là chúng ta sẽ thấy một cái trái địa danh cái văn hóa của Hà Nội luôn, nó là kem Tràng Tiền. Cái thời tiết này cảm nhận những thú vị của Hà Nội. Bên cạnh ở đây là trước đây có dự án về cửa ấy nhưng mà sau đây là sách đấy, mình rất thích cái nét văn hóa với cái sự cách biệt hiện đại của Hà Nội với những quán cà phê như thế này. Bên ví dụ như tôi đi nước ngoài thì cũng thế, hoặc là bên Đông Sơn Bắc bên này trà đá về hè đúng không? Về bên hai bên này bên trái chúng ta đang là Tràng Tiền này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy những nhiều cái địa danh và nhiều tên tuổi cấp thế giới đang ở đây. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy LV rồi Tràng Tiền rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy Manhattan đúng không? Thì họ đều thuê ở những cái địa thế địa danh vị trí đặc biệt. Tại vì mình vào cái quán Manhattan thì họ hay làm cái app thống kê về cái hành vi văn hóa người dùng, mình đặt cái gì tuổi mình bao nhiêu và những gì mình thống kê trên toàn cầu để đưa ra những cái sản phẩm rất là hay. Đây hôm nay sẽ là một đây bên này là một trận địa bắn pháo hoa này. Đấy, và thường nếu các bạn ra ngoài này bạn đủ tiền tuổi lì xì tiền đô không thiếu, và cái số đấy phố Đinh Lễ bán sách thì cũng hay lên. Đây các chú bộ đội này. Đấy, nếu mà ai mà chỉnh giờ theo đồng hồ lên biêu điện Hà Nội đùa tí thôi. Nếu bây giờ chúng ta chỉnh theo giờ điện thoại với internet đã là giờ toàn cầu rồi, chuẩn rồi. Còn đây bên này có một cái đồng hồ ghi điểm Hà Nội. Thường ngày xưa thì người ta hay lấy nếu mà nói tâm điểm thì bảo đi đâu thì đi đến bờ hồ là bưu điện. Tất cả các tỉnh thành thì bưu điện. Chúng ta đây là công viên tượng đài Lý Thái Tổ. Thì có nhiều lần mình so sánh ấy, là cái công viên này giống công viên Trà Là, công viên Adventure giống này, rất tiện ích mặt bán nước mặt bằng thì có thể là chúng ta trượt bát tanh được, hay là giống như cái chỗ công viên ở chỗ Điện Biên Phủ ấy, chúng ta cho chiếc xe ô tô cho các bạn trẻ em đấy, chỗ đấy thì mình nhìn nhận như công viên Trà Là cũng có không gian rộng như thế. Ở đây là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Tết ngày thường như đường này. Hôm nay thì chắc là do Tết thì cái xe sẽ không được dừng như thế này. Đây đang chiều 30 Tết này. Thì cái cung đường này cũng có những lần mà Canada sang đây chạy đây. Thì bên này đã có cái đèn Lộc Sơn. Nhưng mà trước trong đây có một cái hình mẫu gọi là cụ rùa. Nhưng mà trước thì cụ rùa cũng ở đây nhưng mà không cụ rùa rồi cao rồi. Thì đây là Hoàn Kiếm. Thì một cái nền kinh tế đêm được vận hành đến 2 giờ 3 giờ đêm. Các cái khu ở đây, cái khu phố này cũng đem lại tăng trưởng kinh tế cho quận. Phía trước đây là cái biểu trưng là cảm tử cho Tổ quốc hy sinh, cái dấu ấn lịch sử. Đấy, bên này là Lạng Sơn. Đấy, cầu. Những cái khu quanh đây thì
dấu ấn lịch sử hay là giá trị bất động sản ở dưới cái hàng bài như vậy, khi mà đã được những lúc đầy đủ thì cũng hay tôi muốn là chúng ta đứng vị trí mà không chuẩn thì đúng là ngắm được hết cái vẻ đẹp của địa pháo hoa. Thì chỗ này cái gác này là họ xây lên do cái độ hoành tráng chúng tôi tên gọi với cà phê Highland gọi người ta gọi là hạt đá bạc. Đây cái trước là chúng ta nhìn thấy cái tòa trông giống như Pháp phát đấy, chúng ta nhìn thấy giống như đôi ánh sáng đấy, cái mái. Thế mà ở đây cũng có một câu chuyện là cái nhà vệ sinh đấy. Ta mà có một cái vị trí cái nhà vệ sinh ngày trước cũng xây bao lâu cũng được đấy. Đi các thành phố lớn thì cái tiện ích ở đây kem thủy tạ cũng một nét văn hóa của Hà Nội đấy, bạn làm bánh trung thu cũng được. Ngày trước mình làm Bảo Việt, chứng khoán Bảo Việt ở đây, đây nhà vệ sinh. Nếu mà chúng ta bây giờ mà được cái diện tích của cái nhà vệ sinh ở đây. À, đi các thành phố lớn thì ví dụ như là nước uống hoặc là nhà vệ sinh quan tâm Việt Nam không chưa được đây cái trục đường này đi ở đây thì rất chất nhớ và gọi là nhiều kỷ niệm tại đây. Ít người người ta sống ở Hà Nội bên tây ở đây mèo Hà Nội này. Mèo Hà Nội các bạn trưng yêu mèo. Mèo Quảng Trị năm nay chắc là biểu trưng sẽ nhất rồi. Đấy, cái đường này chúng ta sẽ thấy những tia nắng này trên cái cây này thì chúng ta cũng sẽ nhớ đến như kiểu là Eco Park ấy, thành phố của cây. Đấy, bạn chim hòa bình ngân hàng xin phân bay đấy, chúng ta sẽ nhớ những vạt nắng ấy. Và đặc biệt ở đây những quán cà phê thì chuyên dành cho những giới ca sĩ hay là sự thành công hoặc thậm chí là siêu xe đấy, nhìn ra rồi coi nhé. Chúng ta vào đây cà phê sẽ gặp một cái vị trí nó rất là đắc địa. Đấy. À, phía trước của chúng ta đây thì do BRG đang xây cái khách sạn này, nếu mà xong thì mình nghĩ tuyệt vời lắm, ai mua được ở đây. Trước đây cái thời trước Ocean Bắc Ocean Bank định xây cái chỗ cải tạo chỗ Tràng Tiền sau thì thành công. Nhưng nếu một Tràng Tiền mà xây giống như cái tòa bao nhiêu 32 hàng bài bây giờ của Tân Minh thì bây giờ chúng ta sẽ thấy đấy, thành phố một cây xanh này thì nó đánh nắng chĩa vào đấy, cái này rất là đẹp để tập trung và chúng ta đâu đó nhớ là Bắc. Đây bên này là một trận địa bắn pháo hoa, hai bên bắn xa từ trục bưu điện, một trận địa bên này một trận địa. Đấy, thì đây là cái đồng chí quân đội, cái chiến sĩ quân đội. Đây là em muốn tặng hoa cho người dân cả nước. Chiến sĩ có những lần mình xem đó, xem bắn pháo hoa đấy, lên ra đây đường. Bán muối rồi trước một sự kiện giao thời mới, nhiều cái hay sẽ bên tay giữa nếu giữa cánh trái thì chúng ta đi một đoạn đến nhà Tấn Hưng, nhưng mà nền kinh tế đây như anh ngày xưa đứng trên ngăn cam với hát xong tuần này vẫn chưa xin lại giữ phép và hát mình vẫn về đây thì kiểu gì mình cũng lượn qua bờ hồ này, cà phê, cuốn sách, đây cũng hay uống cà phê ở quán này, trồng, và cũng như là đi cuối năm mà có xe máy có hoa thì xe, đây bên này
30 khiến đủ xe tốt phết. Hôm nay thì kiểu như là cuối năm, đây là người ở đây thì cái đường xá gọi là không nhộn nhịp đông lắm, và thường thường ở đây cũng thấy bàn cờ không tắt đâu, nó tắt thì ở những khu khác ở đây tắt lập trong cái tuyến phố này, nó đại diện những khu của nước thì cũng nghe kiến trúc. Một vài cái xu hướng gọi là Old Town Sunny, bây giờ Ocean Park 1 thì vắng, chán thì theo, nhưng mà cơ bản nhất thì các bạn là kiếm tiền, xong rồi cuối năm thì các bạn một là về quê, hai là đi du lịch ở Phú Quốc, các địa danh khác, lâu lắm rồi, lâu rồi hình thành cái phong cách Tết như vậy, thậm chí là đi nước ngoài, mình cũng thích đi nước ngoài, năm nay vẫn sẵn, chưa cho phép. Đấy thì câu chuyện là cũng một cái dịp kỷ niệm, mình qua đây qua nhà cậu em mình ở bên Hoàng Mai, đi quay lại cái không khí Tết tại đầu cầu Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, chúng ta chờ đợi mình sẽ up một video chúc mừng năm mới cho cư dân Ocean Park 2 với các cư dân Trà Là, San Hô và Kinh Đô.